Ê, hey, đây là T-rex mà Ủa, đây cũng là T-rex nè Ủa, à, đây cũng là T-rex nữa à, ở đây cũng T-rex nữa Sao đâu 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 cũng thấy T-rex vậy ta Hình như toàn bộ cái đống này đều là T-rex hết thì phải Đúng vậy các bạn ơi tập hôm nay sẽ chỉ toàn là về t rex thôi nha mình sẽ một lần nữa giới thiệu về bộ khủng long bạo chúa cực kỳ hoành tráng của cậu chủ mình luôn cậu chủ mình rất thích khủng long và đặc biệt là khủng long t rex vì vậy một phần ba bộ sưu tập của cậu chủ mình là những chú t rex đó các bạn hôm nay mình sẽ lựa những anh chàng đặc sắc nhất để giới thiệu với các bạn nha cùng đón xem nào rồi đây là cái anh chàng đầu tiên mà cậu chủ mình có nè anh t màu xanh ha à, tróc sơn hết trơn rồi bởi vì nó rất cũ rồi và nó cũng rất là rẻ nữa có thể mua ở mọi tiệm đồ chơi luôn à, tuy cũ như vậy nhưng mà cậu chủ mình cũng rất thích chơi anh chàng này ha tiếp đến đó là một anh bạn à, cậu chủ mình thắng được do chơi game điện tử giành được điểm thưởng ở trong Tiny world thế các bạn à, các bạn có thể chơi ở đó và giành điểm thưởng ha anh bạn này có thể bấm kêu nữa nhưng mà lâu quá rồi hết pin rồi đây anh bạn tí hon dễ thương này đây đó là T-Rex cắn móng uống tay ha coi nè dễ thương không nhìn mấy cái khớp của anh ta rất là linh động nè đó vũ 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 à, cái đuôi cũng chuyển động mà cái chân cũng chuyển động nhìn rất là dễ thương ha các bạn ha đó là anh chàng T-Rex cắn ngón tay ha tiếp tục đó là anh chàng thì hát súng nước wow à mình đổ nước vào trong đây ha mình gỡ cái nút này ra mình đổ nước vào đây đóng nút lại và mình bắn xích 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 sẽ ra súng nước bắn quá trời luôn nhưng mà ở đây là trên ghế salon mình không dám bắn sợ ướt ghế cậu chủ mình la ha rồi các bạn ở nhà thì có thể mua cái súng này và tha hồ chơi với bạn bè đúng không bắn súng nước nhưng mà nhớ Chỗ nào mà ba mẹ cho thì mới bắn nha Đó, bắn súng nước ra ở đây nè Cái này không phải răng súng đâu nha Chỗ để nước nó thoát ra đó Tiếp tục Một anh chàng này Nhỏ nhỏ xinh xinh Nhưng là một anh chàng của hãng Slay đó các bạn ừ, Các bạn thấy cái hiệu ở đây không Đó, Slay nha Anh chàng này tuy nhỏ nhưng mà được chăm chút cái nước sơn Nhìn rất là đẹp ha Đó, thấy không, cái nước sơn nè đó, không chê vào đâu được luôn. Đó, cái hàm răng đầy răng luôn Nhưng vì đồ chơi cho trẻ em nên là Hàm răng không có nhọn, được chưa? Để khỏi gây sát thương Nhắc đến Slay Thì chắc phải nói thêm hết mấy anh bạn khác của Slay đi ha Đây là anh bạn phiên bản Golden Được làm bằng vàng Đồ thôi Mạ vàng thôi nha các bạn Không phải mạ vàng mà là cái lớp sơn nhìn như là cái lớp vàng rồi đó Nhưng mà nhìn rất độc đáo đúng không? Thường là T-Rex người ta màu xanh lá cây À, nhưng mà anh chàng này được phủ vàng khắp người luôn nhìn cực kỳ đẹp luôn á và cực kỳ ấn tượng nữa các bạn thấy không à, Cũng không quên là cái hàm răng à, tua tủa răng luôn nhưng mà vì cho trẻ em nên cũng không hề nhọn nhưng các bạn thấy cái nước Sơn không Được chăm chút rất kỹ nha đó là khủng long của hãng ly các bạn và anh chàng Ts mới nhất trong bộ sưu tập của cậu chủ mình Wow cực kỳ đẹp luôn ha Wow, My Kingdom Cậu chủ mình mua Giá còn để đây 749 ngàn Nhưng mà bật mí ha Cậu chủ mình mua được khuyến mãi đó các bạn Mua 5 món thì được mua một anh chàng này với giá Giảm 70% chỉ còn 30% thôi Không biết nếu bây giờ các bạn ra thì còn được giảm giá này không Nhưng mà cứ nhanh chân ra đó thử coi làm sao ha Coi nè Wow cái màu nguyên thủy là màu xanh lá cây rất đẹp đúng không à chạm chút rất đẹp nè thêm những cái điểm nhấn ở giữa những cái khớp hoặc là trên cổ nữa nè nhìn coi cái cần cổ nó là từng cái họa tiết rất là chi tiết đúng không cái hàm à, rất là đẹp răng đều lưỡi à, uống cong lên con mắt thì rất là hung dữ và rất có hồn đúng không đó là anh chàng T-Rex mà theo mình đánh giá là đẹp nhất trong bộ sưu tập của cậu chủ mình đó Còn nói đến xịn sò nhất đúng không? thì mình phải giới thiệu anh chàng này anh chàng này là một anh chàng khủng long của hãng mattel ha à, xin sợ ở chỗ là anh ta có cái nút nhấn để đóng mở hàm răng nè wow. 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 Oh. anh chàng này cái tay các bạn thấy không à, ở cái phiên bản này thì cái tay càng nhỏ hơn nữa nhỏ hơn so với những cái bản mô phỏng khác ha nhưng mà trên thực tế là vậy đó các bạn thì cái tay nó rất là nhỏ đó nha à, À, bàn tay chỉ có hai ngón thôi nhưng mà cái hàm răng là cái miệng là cái vũ khí chết người đó nha nó cạp một cái thì thôi xương cốt gì cũng nát bấy với nó hết được chưa cái đùi của T-Rex cũng rất là to đúng không à, mấy anh chàng Mattel này thì là có khớp nè đó nên nó di chuyển linh hoạt được đó nó không phải là một khối nó có thể di chuyển linh hoạt được ha ở đây còn có cái chữ JW nữa các bạn có thấy không đó là viết tắt của chữ Jurassic World ha, thế giới khủng long đúng không? Thế giới Jurassic. Jurassic là một kỷ à, ở trong thời tiền sử ha, ở trong đại trung sinh đó là cái thời đại mà khủng long xuất hiện rất nhiều. Tuy nhiên, anh chàng T-Rex này xuất hiện trong kỷ phấn trắng nha các bạn. Chả biết tại sao cái phim tên là Jurassic nhưng mà à, khủng long nó toàn xuất hiện ở kỷ phấn trắng không à. Ngộ okay. ghê. Một anh chàng này À, khủng long à, đẹp bằng nhựa dẻo ha các bạn ha đó à, rất là mềm và không sợ sắc nhọn gây nguy hiểm cho các bé đúng không cái đuôi cũng rất là mềm anh này là hàng xuất khẩu của nhật ha rồi rất là dễ thương anh chàng này là khủng long đường trượt ha các bạn nhìn khủng long vậy thôi chứ cái miệng anh ta chính là cái đường hầm đó mình sẽ thả một cái xe trên đây các bạn thấy có cái đường dấu không nó sẽ trượt xuống đây và sẽ có lá cờ ở đây nữa nhưng mà ở trong phiên bản này mình chỉ muốn giới thiệu cái anh chàng t đường trượt này thôi còn mình có một tập riêng về cái mô hình đua xe đường trượt đó các bạn có thể tìm lại trong channel của mình để coi cái tập đó nha cũng rất là hay đó cái trò chơi đua xe đường trượt đó rất là thú vị anh chàng này à, cậu chủ mình thân thương gọi nó là khủng long bóp bóp bởi vì bóp cái tay nó thì cái miệng nó sẽ ngậm lên ngậm xuống đó bởi vì gọi là khủng long bóp bóp ừ. một anh chàng này nữa không hề xa lạ gì với các bạn hết à, anh chàng này à, có thể gầm gừ ừ. cái tay bằng nhựa dẻo ha và có pin đương nhiên rồi và à, anh ta gầm gừ ha và thật ra là cái chân của anh ta cũng có thể cử động đi lại nữa đó các bạn dữ dằn chưa còn nữa ha chưa hết ha anh chàng này cũng rất là mới một con t-rex với cái bộ hàm răng nhìn như cá sấu ha thay vì phiên bản với cá sấu thì chơi với khủng long nó vui hơn chứ đúng không mình sẽ nhấn à thay phiên nhau nhấn trên những cái răng khi nào mà nhấn ấy các bạn thấy không sẽ có một cái răng nó có bảy đó nhấn vào thì nó phập xuống một cái là hết cả hồn luôn đó đây da, xui quá vậy mới nhấn có hai cái đã hập xuống rồi và cuối cùng nhưng mà rất là quen thuộc với các bạn đó là anh chàng khủng long rối tay nhà túi nè người dẫn chương trình chính của học viện khủng long đúng không đó mình gặp nhau suốt ha chắc cho các bạn nhớ tôi cũng là t rex đó nha đừng quên tôi đó à ha rồi các bạn có thấy bên trong mình bây giờ chưa mới thấy cái đầu thôi ha tại mình chỉ có cái cổ thôi không có tay chân gì hết đó còn bên trong mình đây nè đó có cái chỗ để mà thấp cái bàn tay vô. Đó, à, vô là điều khiển mình được thành một con rối rồi. Đúng không nè? Ngầu chưa? Rồi, giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Mình lượn đây nha. Bye bye. Các bạn ơi, như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn xong về tất cả những anh thi trong bộ sưu tập của cậu chủ mình nha. Các bạn thấy có dễ thương không? Bộ sưu tập này sẽ ngày càng nhiều hơn ha. Bởi vì cậu chủ mình cứ thấy T-Rex ở đâu là đòi mua ở đó thôi. Các bạn sẽ còn gặp lại thêm nhiều T-Rex nữa đừng lo ha. Và nếu các bạn thấy thích những anh chàng T-Rex này cũng như những trò chơi về khủng long khác thì nhớ bấm subscribe kênh học viện khủng long nha. Chúng ta sẽ được biết rất nhiều trò chơi thú vị về khủng long cũng như là những kiến thức hấp dẫn về khủng long nữa đó. Còn nếu mà muốn tìm hiểu thêm về khủng long thì nhớ bấm vào website khủng long.net để học được nhiều thứ hay ho về khủng long ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.